Lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát câu ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Chung lời hát với tôi, từng ngày qua là thứ mắt ngơ. Nụ cười hay rạng rỡ dưới nắng mai, một đời bao đẹp tươi. Hãy yêu người, hãy yêu người, hãy yêu người. Người em, chưa mai hôn trên môi em, bốn hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh, cho tôi yêu anh thêm từng ngày. Yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Xin như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Sẽ đem một tình câu dễ dời, yêu em không nói nên lời. Ủa mấy em, Dạ. Mấy em đã đắp cái gì có hai cục cái tròn vô nó nhô lên vậy? Ngực anh Tư. Ủa ngực anh Tư vậy hả? Dạ. Ủa đàn ông có ngực vui á? Dạ vâng, có thật bầu rồi anh này. Ủa có bầu luôn. Chơi về vui chưa? Vui mà anh. Ê để có chọt đúng nhột. Nhột. Đã, để tụi em chơi đắp cát vậy tụi em vui không? Dạ vui hả? À anh Tư bắt đầu thở không nổi rồi. Anh vậy hả? À, thôi thôi giờ nghỉ chơi, không chơi nữa ha. Vâng. Vậy thì chúng mình cho anh Tư chết luôn. Chúng mình thầy cho tụi đi. Ê cái gì vậy, vậy đi đâu hả? Ê mấy đứa, mấy đứa trời ơi, ai hai đứa sung sung ơi, sung ơi, help me, help me. Biển xanh quá, biển trọng giấm tâm đường. Biển hát được vui. Anh à, tụi em tắm nắng à. Anh xoa kem chống nắng cho. Tụi em xoa kem. À, dạ được rồi, anh xoa dạ rồi. Không, anh giúp cho, anh giúp được. Dạ, tụi em sức rồi. Ồ, sức rồi hả? Dạ, hết luôn rồi. Rồi để bây giờ anh xức nha, cho anh xức với. Dạ nè, anh xức đi anh. Để anh xức. Được rồi, chân em ô hết rồi em ơi, để anh tí nhé. Ô sao nhưng mà ô chân này quen mà gân quá, hẹo quá. Ô cái này hơi quá cỡ em ơi, cái này em nào. Chú có việc rồi, tụi con chơi nha, chơi vui nha. Bắt đi. Vô lấy cơm ăn, đói bụng rồi. Chưa nấu. Sáng giờ làm gì không nấu cơm? Đọc báo. Đi ra đi vô, nằm, ngồi. Ê, quên, nói chuyện điện thoại nữa. Bà nói vậy bà nghe được hả? Ông nghe được không? Tôi không có điếc. Ừ, ông nghe được thì tôi nói được. À, bà tính nổi loạn đúng không? Ôi ông ơi, ông ăn chả thì bạn em thôi. Ê, bà nói chuyện kỳ vậy? Tôi ăn chả hồi nào?
đừng có vu khống tôi nghe. Tôi không hề ăn chả, từ sáng đến giờ tôi ăn có hai cuốn gỏi cuốn à. Tào lao đó ông ơi, bây giờ cứ bắt chước tôi nổi loạn theo đó, rồi sao, làm gì tôi? Rồi tôi, bây giờ tôi đói bụng nè. Đói bụng phải không? Ừ. Muốn ăn đúng không? Ừ. Lăn vô bếp, nha. Rồi bà lăn đi đâu? Đánh bài. Bà đi quýt bài? Ừ. Chồng bà ở nhà, đói bụng. Lớn rồi, tự lực cánh sinh đi, nha. Bà đi thiệt hả? Ừ. Lại. Lại. Bà. Trời ơi. Chống mà đói. Thôi. Để tôi xẹp tôi no đi chợ. Bà đi ra đây. Ôi ơi, đi ra đây. Đau quá. Đau cái gì? Ủa bà biết đau hả? Tôi tưởng bà bị chai cảm xúc rồi chứ. Nghĩ sao tôi chai cảm xúc vậy? Ờ, tại vì quá đát cho nên nó chai cảm xúc. Bà ăn mặc cái gì vậy? Bà nhìn thấy người ta không? Ăn mặc đẹp biết bao nhiêu, nhìn là mê. Còn bên đây như là có bầu mấy tháng vậy. Tôi sửa soạn là gì ông á? Trên người bà không có một chỗ nào có thể khen được. Có lấy kính hiển vi soi đi nữa thì cũng chỉ phát hiện ra những chỗ quá đát thôi bà. Ý ông nói là sao vậy? Là bà đi về đi, đừng có ở đây nữa làm trò cười cho người ta. Nhìn bà như là có chữa mấy tháng vậy. Về đi về, tôi muốn làm ông bất ngờ thôi mà. Đúng rồi, tôi bất ngờ tôi bị sốc luôn đó. Bà đi về nhanh lên. Con tươi đẹp trước mặt bọn mi thưởng thức vậy á. Đúng rồi, từ khi đi đâu, quay lại đây. Đi đâu hướng đó? Bà đừng có xào, bà lại đây. Bà giả bộ bà lủi qua hướng đó rồi bà xếp hàng mà nằm như mấy cô gái đẹp đó hả, đi hướng này. Bởi tôi nói có cây đẹp trước mặt bọn mi thưởng thức vậy á. Từ khi lấy bà tôi mới biết là không biết thưởng thức cái đẹp đó. Bây giờ tôi đang thưởng thức nè, bà đi đi. Nhanh lên. Đấy chú. Chú. Nhà cửa sao không khóa lại đi để người ta vô tự nhiên đi chú. Nói là làm với một mình mày đói vậy á. Con làm sao nhiều con mệt luôn, không ngủ không. Tao đi muốn không nổi luôn nè con. Ngồi đây đi ông, ngồi đây. Để coi chú có con thằng làng nào rớt không. Con chiên cho ông ăn. Không quá. Thôi ông, chịu khó đi vô phòng con yên. Coi coi trong đó còn đỡ cái bánh nào ăn đỡ mày. Ông, để con vô con coi còn cái nào ăn được. Thấy cửa mở rồi mà ra không nổi. Ô ô ô ô, chú sao vậy? Đứng đó. Đi đâu vòng vòng cho mệt vậy? Mà đỡ vậy coi. Sao chú sao vậy chú? Trời ơi, chú bệnh vậy chú? Đâu có bệnh hoạn gì đâu. Đói, đi không nổi. À trời ơi, đói thì mình đã mua đồ ăn thôi, đi đâu. Ăn đâu mua. Nghe lời mày đó, dùng lên. Dùng cho đã. Vợ bỏ đói luôn rồi. Ủa chú mà cũng lên mất mơ rồi đói. Thì dùng lên cãi lời bà. Chống lời bà. Bà không cho ăn cơm thì đói. Thôi. Mày đứng đi. Ông đã ngồi từ từ nghe ông. Để con đi lấy cái gì con dằn lên để gió thổi ông bay. Đến mày. Nè, tao cũng đâu có dùng lên đâu. Không? Mà tao cũng phải chịu chung với số phận với tụi bay nè. Ôi cũng vậy vậy. Người làm mà đâu có làm gì sai đâu. Tại ông này hết trơn nè. Đưa uống miếng nước đỡ đói rồi. Bà hấp miếng nước mà. Vậy thì tất cả mặt trời lo con chú. Chứ tại ai. Thấy ba tao nhìn mặt mày là ba tao giận rồi, mày đừng nhìn ổng nữa. Cho con xin lỗi. Ôi phải gì, giờ vô nhà nấu cơm cho tao ăn đi. Nhưng mà con... Nhưng nhị cái gì, đi lẹ lên. Giờ con hỏi ông nấu cơm không? Vô trong đó kiếm cái thùng gạo, nó múc gạo nghe. Cái thùng gạo là cái thùng cá mà nấu cá cho nguyên nhà ăn đi nghe. Phải bịch cám con mua cho chim ăn, sợ nó không biết nấu cơm, nó múc cá nó nấu cho ba con rồi nó chết luôn. Tao trọt vô mỏ mày vậy nha. Mệt quá ba. Đây. Đây. Đi thẳng. Để trái.
trong hòa bình thôi tụi em ơi. Chơi trong hòa bình. Mọi người!